Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Apimdo được sản xuất tại Rosan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Apimdo cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Apimdo Pantoprazone sodium sesquihydrate tương đương với Pantoprazone 40mg Dạng bào chế Dạng viên nén Công dụng và chỉ định của Apimdo Thuốc Apimdo có tác dụng điều trị Bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản trong bệnh viêm thực quản trào ngược phần lớn bệnh nhân lành bệnh sau 4 tuần, triệu chứng bệnh giảm nhanh chóng. Loét tá tràng, dạ dày nhẹ bao gồm biến chứng do dùng thuốc chống viêm không steroid, NSAID. Được dùng phối hợp với hai kháng sinh thích hợp, xem phần liều lượng và cách dùng, để diệt Helicobacter pylori ở những bệnh nhân loét dạ dày tá tràng để làm lành loét và chống tái phát. Hội chứng Zollinger-Ellison, tình trạng bệnh lý gây ra do sự hình thành một hoặc nhiều khối u ở tụy hoặc tá tràng chúng tiết ra một lượng lớn hormone gastrin kích thích dạ dày sản xuất quá nhiều axit dẫn tới loét dạ dày, tá tràng và các bệnh lý tăng tiết dịch vị khác. Cách dùng, liều dùng của Apindo. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Không được nhai hoặc nghiền nhỏ viên Apindo mà phải uống nguyên viên với nước, một giờ trước bữa ăn sáng. Trong trị liệu phối hợp diệt Helicobacter pylori, cần uống viên Apindo thứ hai trước bữa tối. Liều dùng Bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản, liều thông thường là 40mg pantoprazone ngày một lần trong 4 tuần. Hội chứng zollinger ellison và triệu chứng tăng tiết axit dịch vị, liều khởi đầu là 40mg pantoprazone ngày 2 lần. Có thể tăng liều nếu cần. Liều cao đến 240mg trên ngày đã được sử dụng. Điều trị phải liên tục cả năm. Liều khuyến cáo, ở những bệnh nhân loét dạ dày và tá tràng, nhiễm Helicobacter pylori, dương tính, cần thực hiện việc diệt vi khuẩn bằng trị liệu phối hợp. Loét tá tràng, loét dạ dày và viêm thực quản trào ngược. Trong phần lớn các trường hợp, dùng mỗi ngày một viên Apimdo bao tan ở ruột. Trong trường hợp cá biệt, có thể tăng liều dùng gấp đôi, mỗi ngày tới 2 viên Apimdo, đặc biệt khi mà trị liệu khác đã không cho đáp ứng. Đối với bệnh nhân suy gan nặng, liều dùng cần giảm xuống 1 viên 40mg pantoprazone hai ngày một lần và theo dõi các enzyme gan trong liệu trình pantoprazone. Ở người cao tuổi và suy thận, không được dùng quá liều 40mg pantoprazone một ngày. Chống chỉ định của Apimdo Thuốc chống chỉ định đối với những bệnh nhân mẫn cảm với pantoprazone hoặc các dẫn xuất của benzimidazone. Lưu ý khi sử dụng Apimdo Khi dừng thuốc đột ngột, có thể gây hội chứng tăng tiết axit trở lại, rebound trước khi dùng pantoprazone phải loại trừ khả năng ung thư dạ dày vì thuốc có thể che lấp triệu chứng hoặc làm chậm chẩn đoán ung thư thận trọng khi dùng pantoprazone ở người bệnh gan cấp và mạng tính hoặc có tiền sử bệnh gan nồng độ huyết thanh của thuốc có thể tăng nhẹ hoặc giảm nhẹ đào thải nhưng không cần chỉnh liều phải giảm liều hoặc dùng cách ngày cho bệnh nhân bị sơ gan hoặc suy gan nặng và theo dõi chức năng gan đều đặn thận trọng ở người suy thận người cao tuổi sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Các phản ứng phụ của thuộc như chóng mặt và rối loạn thị giác có thể xảy ra. Bệnh nhân đang dùng thuốc không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. Tác dụng phụ của Apimdo Thường gặp, nhức đầu, tiêu chảy nhẹ. Ít gặp, buồn nôn, đau bụng trên, đầy hơi, ban da, ngửa và choáng váng, suy nhược cơ thể, tăng enzyme gan. Hiếm gặp, quá mẫn cảm bao gồm các phản ứng phản vệ và sốc phản vệ, thay đổi trọng lượng, trầm cảm, rối loạn thị lực, tăng bilirubin, nổi mề đay, phù nề, nữ hóa tuyến vú, đau cơ, giảm bạch cầu, tiểu cầu. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác khi dùng chung với các thuốc chuyển hóa bằng hệ enzyme này như carbamazepine, caffeine, diazepam, diclofenac, digoxin, ethanol, glibenclamid, metoprolol, nidipine, fenprocumon, phenytoin, theophylline, warfarin và các thuốc tránh thai dùng bằng đường uống, nồng độ các thuốc này trong huyết tương có thể thay đổi. Tuy nhiên, trong nghiên cứu lâm sàng chưa thấy có tương tác đáng kể khi sử dụng pantoprazone đồng thời với các thuốc này. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Apimdo, đồng thời biết cách sử dụng Apimdo sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham